Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây quân đội Israel xác nhận rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự gần Bini Amina, miền Bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10 đã khiến 4 binh sĩ nước này thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Quân đội Israel cho biết vụ việc đang được điều tra và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 13 tháng 10 tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gallant đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một trạm quan sát nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa cùng với các chỉ huy quân đội Israel. Ông Gallant tuyên bố rằng Israel coi toàn bộ tuyến làng đầu tiên miền nam Liban có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Hezbollah đã xây dựng nhiều đường hầm dưới lòng đất và kho chứa vũ khí ở những ngôi làng này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công trả đũa Israel nếu quân đội nước này tiếp tục oanh kích các mục tiêu trên lãnh thổ Liban. Căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang ngày qua khi Hezbollah phóng hàng chục rocket và UAV vào Israel. Trong khi đó, Israel tiếp tục hứng chỉ trích vì cáo buộc nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban. Hezbollah phóng hàng chục rocket và UAV vào Israel. Ngày 11 tháng 10, Hezbollah tiếp tục phóng rocket và máy bay không người lái UAV về phía Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hơn 20 quả rocket đã được bắn vào miền Bắc Israel liên tục trong một giờ. Nhiều rocket đã bị đánh chặn và một số rơi xuống khu vực trống trải. Israel cũng báo cáo về một UAV từ Liban tấn công tòa nhà ở trung tâm thành phố Herlia, Israel. Vụ va chạm đã gây ra hỏa hoạn và một số khu vực của thành phố bị mất điện, không có thương vong sau vụ việc. Tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, cảnh sát và các chuyên gia xử lý bom đang có mặt tại hiện trường, xử lý các mảnh vỡ và tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng để giảm thiểu mọi rủi ro cho người dân. Hiện tại không có thương tích nào được báo cáo, mặc dù có một số thiệt hại cho tòa nhà. Tối 11 tháng 10, Hezbollah ra tuyên bố rằng lực lượng Israel đã thất bại trong nỗ lực tiến vào miền nam Liban và đang phải đối mặt với sự kháng cự đáng kể. Hezbollah cũng cáo buộc Israel sử dụng nhà dân ở một số thị trấn phía bắc Israel làm điểm tập trung và Hezbollah coi đó là mục tiêu. Thủ tướng Liban Najib Mikati lên án cuộc tấn công ở Kafra là một phần của tội ác dài dằng của Israel chống lại Liban. Đáp lại, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đang điều tra vụ việc và nói thêm rằng Israel không biết về cơ sở quân sự nào của Liban trong khu vực. Israel nhắc lại rằng quân đội nước này đang chiến đấu với nhóm vũ trang Hezbollah chứ không phải là nhà nước Liban. Tại dải Gaza, các nhân viên y tế nói với hãng tin Reuters rằng 13 người Palestine đã thiệt mạng trong đêm 11 tháng 10 do các cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở trại tị nạn Jabalia. Hiện có hàng nghìn người Palestine mắc kẹt ở Jabalia sau khi Israel tuần trước phát động cuộc tấn công vào khu vực này với lý do ngăn chặn Hamas tái tập hợp theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Israel bị chỉ trích vì nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đã yêu cầu Israel ngừng bắn vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, viết tắt là UNIFIL, sau vụ việc khiến hai binh sĩ của UNIFIL bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông Guterres chia sẻ, sự cố này là không thể chấp nhận được và không thể lặp lại. Tôi lên án hành động nổ súng khiến hai nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương. Đây là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chúng ta chứng kiến một thảm kịch to lớn ở Liban. Chúng ta phải làm mọi cách để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện ở Liban. Pháp, Italy và Tây Ban Nha ngày qua ra tuyên bố chung về vụ việc, gọi vụ nổ súng là không thể biện minh được và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Theo tuyên bố chung cho biết, chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ sau khi một số binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương. Những cuộc tấn công này cấu thành hành vi nghiêm trọng nghĩa vụ của Israel, theo USSCR và theo luật nhân đạo quốc tế. Ông Macron kêu gọi chấm dứt xuất khẩu vũ khí cho Israel. Ngày 11 tháng 10,
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel, nói rằng ngừng xuất khẩu vũ khí là cách duy nhất để chấm dứt giao tranh ở Gaza và Liban. Theo hãng tin AFP, ông Macron nói tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu và Địa Trung Hải cho biết, chúng ta đều biết điều đó, cấm xuất khẩu vũ khí là đòn bẩy duy nhất có thể chấm dứt giao tranh. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng cáo buộc Israel cố tình nhắm vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban. Không có thực phẩm vào miền Bắc, 1 triệu người Gaza đứng trước nguy cơ chết đói. Ngày 11 tháng 10, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP nói rằng không có thực phẩm nào được chuyển đến miền Bắc Gaza kể từ đầu tháng 10, khiến 1 triệu người có nguy cơ chết đói. Theo WFP, vào tháng 8, khoảng 700 xe tải cứu trợ đã vào miền Bắc Gaza. Vào tháng 9, chỉ có 400 xe và không có xe tải thực phẩm nào kể từ tháng 10. Nguyên nhân là một số cửa khẩu biên giới đã đóng cửa. Được biết, nạn đói vẫn hoành hành và mối đe dọa của nạn đói vẫn còn. Nếu dòng viện trợ không được tiếp tục, 1 triệu người dễ bị tổn thương, sẽ bị tước mất đường dây cứu sinh này. Thưa quý vị, giới chức Liban cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối ngày 10 tháng 10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự. Theo Bộ Y tế Liban, ngoài 22 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel. Trong đó, có nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công. Trong khi đó, truyền thông khu vực đánh giá cuộc tập kích tối ngày 10 tháng 10 là đợt không kích đẫm máu nhất của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công mũi tên phương Bắc vào quốc gia láng giềng sáng sớm ngày 23 tháng 9, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah cách đây hơn một năm. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc không kích vào nội đô Beirut tối ngày 10 tháng 10 là nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wafid Safa. Tuy nhiên, hiệu quả của đòn tập kích chưa được khẳng định và nhiều khả năng quan chức Hezbollah vẫn còn sống sót. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận lực lượng Hezbollah hôm qua tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía bắc Israel. Cuộc tập kích dữ dội nhất diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10 với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban hướng vào các khu vực Agre, Nahariza cùng một số thị trấn ở Tây Garire nhưng không gây thương vong. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã hạ sát Edham Jahoud, đặc vụ Hezbollah tại Syria, sau cuộc không kích cùng ngày vào khu vực Kunejas tại tây nam Syria gần cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát. Đây là một trong những lần hiếm hoi Israel công khai xác nhận tấn công mục tiêu tại Syria dù đã nhiều lần không kích lãnh thổ nước láng giềng trong những năm qua. IDF nói rằng Jahoud là người trung gian có nhiệm vụ chuyển thông tin từ các quan chức trong chính phủ Syria cho lực lượng Hezbollah cũng như tập hợp dữ liệu thu được ở khu vực biên giới để phục vụ các cuộc tập kích vào cao nguyên Golan. Hezbollah và chính phủ Syria chưa bình luận về thông tin, trong khi truyền thông Syria cho biết tập kích của Israel đã khiến một cảnh sát thiệt mạng. Hãng thông tấn Sana sau đó nói rằng Israel tiếp tục tấn công khu công nghiệp ở thị trấn Hassia, cách thành phố thủ phủ của tỉnh miền trung Homs khoảng 30 km về phía nam. Thông tin sơ bộ cho thấy đòn tập kích nhắm vào một nhà máy sản xuất ô tô và gây ra thiệt hại vật chất. Quản lý khu công nghiệp cho biết Israel còn nhắm mục tiêu cả các phương tiện chở vật tư y tế và hàng cứu trợ gây ra đám cháy lớn. Giới chức Syria hôm 8 tháng 10 cũng cáo buộc Israel cũng tấn công khu vực Maze ở thủ đô Damascus khiến 7 dân thường thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh nói rằng đòn tập kích nhắm vào tòa nhà được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và Hezbollah sử dụng. Quân đội Israel từng thực hiện hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi chiến sự tại quốc gia Trung Đông bùng phát năm 2011. Các vụ tập kích chủ yếu nhắm vào những nhóm dân quân thân Iran, trong đó có Hezbollah, song đôi khi họ cũng tấn công vị trí quân chính phủ Syria. Giới chức Israel hiếm khi lên tiếng về các đòn tập kích ở Syria, nhưng từng nhiều lần tuyên bố không để kẻ địch không đội trời chung Iran tăng cường hiện diện tại nước này. Tần suất các vụ không kích nhằm vào Syria của quân đội Israel tăng từ khi xung đột giải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Israel từng áp dụng chiến thuật cảnh cáo khi tấn công mục tiêu ở Syria, song gần đây chuyển sang các đòn đánh trực diện gây thương vong lớn hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.